chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phan Nguyễn Vlog. Hôm nay thì mình đang có mặt tại đường Điện Biên Phủ của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một quán bún quậy Phú Quốc của ông bạn mình. Có địa chỉ là tại đường Điện Biên Phủ của thành phố Tam Kỳ các bạn. Và nếu anh chị và các bạn nào ở gần Tam Kỳ hoặc là ở Tam Kỳ thì có thể đến thưởng thức món bún quậy Phú Quốc này để xem mình thấy cái tên gọi bún quậy Phú Quốc rất là độc và lạ các bạn. Và mọi người hãy đến thưởng thức món bún quậy này xem cái hương vị nó như thế nào các bạn nhé. Và quán bún quậy này thì nó gần ngay sát quán cà phê Len ở phía trước mặt các bạn. Và mình sẽ quay xung quanh cho các bạn dễ tìm đến quán này. Nó nằm ngay đường Điện Biên Phủ, giữa đường Hùng Vương và đường Phan Chu Trinh các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong này. Và món bún quậy này là bún làm tại chỗ, ngon sạch và không dầu mỡ các bạn nhé. Đã khai trương được 2 ngày rồi các bạn. Miễn phí tất cả các loại nước uống từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Và bây giờ mình sẽ đi vào phía trong để xem không gian quán như thế nào các bạn nhé. Đây là phía bên trong của không gian quán các bạn. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp cũng như là rất là thoáng mát. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng nên là các vị khách cũng đang ăn sáng tại đây. Bây giờ mình sẽ đi vào phía trong này để xem anh chủ đang làm cho khách. Rồi, anh yêu rồi. Chào ông bạn nha. Đầu tiên thì mình chúc cho ông bạn là quán bún mình ngày còn nhiều khách và biết đánh với lại cái món bún quậy Phú Quốc này. Các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn. Bún là ép tại chỗ luôn. Đây là máy bún này lại món bún quậy Phú Quốc nhìn là mát cho các bạn. Bên đây là cái do vậy thay mở mà này là dung này là do vậy giờ mình có thể hỏi bạn một số ca được không? À, được mà. Ấy là giờ các bạn cho mọi người biết về cái vì sao cái có cái tên gọi rất là hay là bún quậy. Cái thứ nhất là cái bún quậy Phú Quốc này nó xuất xứ, cái nguồn gốc của nó là Phú Quốc, nó mà về đây cho nên là nó có cái tên là Phú Quốc. Còn khi mà ở đây là nước cái tô bún mình ra đây mình không làm thông thường mà mình làm theo một cái cách đặc biệt. Nghĩa là khi tất cả gia vị là mình đem trên mỗi tô mình cho nước dùng vào, mình đảo đều, mình quậy cho nó tan đều gia vị và nó chín cái nhân thì mình mới cho bún vào. Gọi là nó vừa có nước nám vào đúng không? Và bắt đầu có mình thêm gia vị vào nên là gọi là bún quậy. Nó rất là kiểu theo kiểu mà tươi sống này. Đúng rồi, tô nào mình làm tô đó, coi như là nó kiểu mình không có để nước lèo đó, mình nấu riết rồi bắt đầu nó sát rồi nó bị mặn. Nước là mình xài nước trong, nước khi nào mà khách vừa dùng là mình mới cho vô. Còn cái công thức rồi làm cái món bún quậy này có đơn giản mà. Cái này mình phải nghiên cứu thật là kỹ. Mình căn chỉnh nước cho nó phù hợp. Chỉnh nước dùng cho nó phù hợp đâu đấy. Mình cũng giới thiệu luôn các bạn, đây là ông bọn mình tên Tài.
anh cũng đã làm nhà hàng được 3-4 năm rồi ở trong Đồng Nai mới về các bạn. Và bây giờ thì anh cùng với lại người anh mở quán bún quậy Phú Quốc tại đường Điện Biên Phủ của thành phố Tam Kỳ. Nếu mà anh chị và các bạn nào ở gần Tam Kỳ hoặc là ở Tam Kỳ thì có thể đến với lại món bún quậy Phú Quốc của bạn Tài để thưởng thức xem cái hương vị của món này như thế nào các bạn nhé. Và cho mình hỏi thêm câu nữa là động lực nào mà ý tưởng nào mà bạn mở một quán bún quậy mà có tên gọi rất là lạ tại Tam Kỳ, Quảng Nam mà. Chung là ở đây thì tất cả những cái món ăn thông thường thì nó đã có rồi, cho nên là bây giờ mình muốn đưa một cái hương vị lạ từ cái vùng đảo xa để mang về phục vụ với thực khách của khu vực miền Trung mình. À. Rồi bún đi em ơi. Và quán mình mở cửa lúc mấy giờ bạn? Ở đây thì sáng thì 6 giờ kém 15 là mình bắt đầu nhận khách. Mình bán tới tầm khoảng 9 giờ là mình nghỉ. Chiều bắt đầu mình ra đồ mới, mình bán từ khoảng 3 giờ chiều cho tới khoảng 9 giờ. Phù nhiều rồi. Nếu mà quý vị và các bạn hãy lựa chọn những khung giờ đó và có thể đến với lại quán bún quậy Phú Quốc của bạn Tài cũng như là người anh của bạn Tài để thử cái hương vị bún quậy Phú Quốc này như thế nào các bạn nhé. Thuộc nồi à, nước chứ. Này là giờ mình đứng bếp luôn à? Đúng rồi. Mình ra khu vực ra bún ngay đây luôn. Hạt trắng. Cái này là cái gì vậy? Cái này là chả tôm. Chả tôm. Chả tôm này mình lấy tôm tư về mình tự làm, mình xay ra. Xay nhuyễn ra đó. Xay nhuyễn mình lên như vậy. Đây là chả cá thu. Chả cá thu này rất là ngon thơm. Đây là bò, bò là lấy bò phi lê, đây là rất là mềm. Đây là mực, này là mực cơm. Mực cơm này là mực tươi ngon hoàn toàn luôn. Nhìn nó rất là căng, cái do nó căng tròn. Cái này là bột à, hay là gì? Cái này là gia vị mình đã sơ chế sẵn công thức, hôm nay mình sơ chế sẵn cái gia vị, nó vừa là mỗi tô mình thêm cái định lượng cố định. Đây là hành lá nha các bạn. Sau khi mà gia vị xong là mình cho vào một ít nước mắm thì nó tót cái mùi có. Mùi có của Phú Quốc à. Đúng rồi, cái nước mắm thì nó tót cái mùi có. Và còn nếu mà bún này là mình lái ở đây luôn hay là mình lái ở đây? Là bún là công thức là mình tự lọc bún luôn. Còn lọc bún mình tự ép bún ra, nói chung là tất cả bún dùng đây là mình làm trực tiếp ở đây luôn. Còn mình ép ra luôn. Còn cái nguyên liệu là mình nguyên liệu thì là bún thì mình làm bột lại rất là lò bún thôi, nhưng mà cái món nhà đây là mình ép ra mình dùng, mình ép bún ra so với những cái quán khác là nó tự lấy bún ở ngoài về, để đây mình ép bún ra trực tiếp luôn. Lấy bún này mình làm cho thành tiếng tại chỗ luôn. Này là mặt bàn mình thuê hay là mình đây là nhà mình thuê. Bây giờ cho mình thử một tô đi. Tô được mời gì á? Ngồi bún quá. Ở đây thì mình có 4 loại nhân, nếu như bạn muốn dùng loại nào cũng được, hoặc là kết hợp 2 loại, 3 loại, hoặc là đặc biệt là 4 loại. Đầu tiên là mình cho cái này vào đúng không? Rồi cho cái hành như là... Đầu tiên là mình cho hành, cho gia vị, xong rồi mình uống một ít chút mắm. Nó tốt lên cái mùi thơm. Giờ mình dùng 4 thứ luôn đây ha, đặc biệt kết hợp. Nghe tên bún quậy là nghe rất là lạ rồi. Mình cho cái nước này vào chút dần như tái này. Cho nó chín. Nước này là nước sôi, mình nếu mình cho vào là nó sẽ chín vừa tới, nó ngon hơn. Sau đó là mình làm cho nó chín hết rồi mình cho nước dùng và nó không còn bị ngọt nữa. Mình phải làm nó chín vừa tới như vậy. Như vậy sau mình cho một ít tiêu, nó thơm.
xuống nhìn hấp dẫn vậy. Đây mình sẽ kèm thêm nước rau. Ra ngoài mình có thêm một chén nước chấm ở ngoài và nhân viên sẽ tự phục vụ tới bàn cho mình luôn. Và một tô đặc biệt mình kèm thêm nước rau. Rồi món uống ra bàn đi em ơi. Dạ. Như vậy thì mình vừa quay cho mọi người xem về quán bún quậy Phú Quốc của anh Quý cùng với lại bọn mình là Hoàng Tài các bạn. Và nếu các bạn ở Tam Kỳ hoặc là ở gần Tam Kỳ thì hãy ghé thưởng thức món bún quậy Phú Quốc này ngay ở đường Điện Biên Phủ, gần quán Cà Phê Lan các bạn, đối diện quán Cà Phê Ruby bên bên kia đường. Và để thưởng thức thử cái món bún quậy này như thế nào các bạn nhé. Món này rất là lạ ở Tam Kỳ, Quảng Nam mình. Và nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để mọi người cùng biết hơn về món bún quậy Phú Quốc này các bạn nhé. Và khi nãy thì do là mình đây một mình nên là không quay được cái cảnh thưởng thức món bún quậy này cho các bạn xem. Có gì mọi người cùng thông cảm các bạn nhé. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.